hùng xuất thiếu niên. Cũng muộn rồi, hai người cũng đi nghỉ sớm đi. Mê Mông, vậy các người cũng sớm trở về đi. Mê Mơ, Tiểu Lam à, trông cậu phở phạc quá. Nói thì hay lắm, tôi 2-3 ngày nay chưa chợp mắt rồi, lại còn chứng kiến nhiều cảnh tượng kinh hãi như vậy. Phở phạc một chút thì đã sao? Cậu đã thấy gì? Tôi thấy một võ giả tam giai đánh hai võ giả tứ giai không ngóc đầu lên được. Ngay cả võ giả tam giai đồng cấp cũng không chịu nổi một quyền của cậu ta. Trước khi giao đấu, tôi còn định bảo vệ cậu ta một chút. Kết quả, khí thế bộc phát của cậu ta trông thật đáng sợ. Đối mặt trực tiếp với một võ giả tứ giai, rồi đánh gã ta đến chết trên đất. Còn cả dị năng thiên phú của cậu ta nữa, tôi hoàn toàn không hiểu gì cả. Dù sao thì tôi cũng chỉ là một tên hề. Vậy nếu tôi nói với cậu, hôm nay cậu ta còn chém chết một võ giả ngũ giai bị trọng thương, cậu sẽ nghĩ thế nào? Ông nói gì cơ? Vân Vận còn chưa biết chuyện này, vì sau khi thấy ngư ông áp chế Dương gia chủ, cậu ta đã đến dịch giả cục rồi. Đến lúc đó, cậu dẫn cậu ta làm quen trường học, thuận tiện dẫn cậu ta làm vài nhiệm vụ. Ôi trời ơi, ha ha ha, ông bảo tôi dẫn cậu ta làm nhiệm vụ, ông có nhầm không đấy? Sao vậy, có vấn đề gì à? Vấn đề lớn là đằng khác, nhiệm vụ mà cậu ta nhận chắc chắn sẽ rất nguy hiểm đối với tôi. Tôi đi chỉ là kéo chân thôi. Điều này đúng là... Vậy cậu dẫn cậu ta làm quen trường học trước, còn nhiệm vụ thì tôi sẽ bảo Trần Tĩnh Ly dẫn cậu ta đi. Cậu về nghỉ trước đi, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành từ sáng sớm. Vâng thầy. Tới Phong Vân thành phố rồi, chúng ta đi thôi. Khoan đã, cậu là ai? Ôi trời bố ơi, xin ngài vào trong. Nguy hiểm thật, cả trường chỉ có chưa đến 20 huy hiệu vàng. Nếu tôi mà đắc tội người này thì tiêu đời. Không biết lại là vị thần tiên nào xuất hiện nữa. Tôi đến phòng giáo vụ báo cáo tình hình đã. Xin thêm cho Đông Hưng mấy chỉ tiêu học phần hạng nhất. Cậu đưa Đông Hưng đi sắp xếp chỗ ở trước đi. Có chuyện gì thì liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Chúng ta đi thôi. Cậu có kim bài, theo quy định sẽ được ở biệt thự riêng. Tôi đưa cậu qua đó. Chẳng phải còn chưa khai giảng sao? Vừa nãy sao lại thấy mấy người? Đa số đều là các học trưởng năm 2, năm 3, tranh thủ kỳ nghỉ hè để kiếm thêm học phần. Nơi họ đến gọi là Trạch Nguy Lâu, là nơi nhận nhiệm vụ của trường chúng ta. Trần sư tỷ hai hôm nữa sẽ quay lại, đến lúc đó sư tỷ sẽ dẫn cậu làm quen với quy trình nhiệm vụ. Tôi hiểu rồi. Đây chính là nơi ở của cậu. Kia là cái gì vậy? Đông Hưng hơi ngẩng cằm lên, hỏi ra câu hỏi mà từ nay đến giờ vẫn luôn muốn hỏi. Chỉ thấy trước tầm mắt cậu, một cây đại thụ cao lớn sừng sững, đứng vững trên mặt đất. Những tàn lá xanh biết tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, đang bay phấp phới trong gió trên ngọn cây, trông vô cùng đẹp mắt. Còn trên thân cây to lớn thô ráp của nó, lại bám lấy một tòa lầu các trên không có tạo hình cổ kính. Đó là võ đạo thụ, được xem là phúc địa tu luyện có 102 của Phong Vân Học Viện. Tu luyện dưới gốc cây, tuy rằng không thể tăng tốc độ thăng cấp võ đạo, nhưng đối với việc lĩnh ngộ võ kỹ, lại có hiệu quả hỗ trợ rất mạnh. Cậu có thấy lầu các được xây dựng xung quanh nó không? Đều là nơi tu luyện của công vụ giả, tầng càng cao thì hiệu quả càng tốt. Thêm vào đó, số lượng có hạn, lại chỉ mở cửa cho người ngoài vào ban ngày, vì vậy nên bên trong cơ bản ngày nào cũng kín chỗ. Vậy tôi có thể vào đó xem thử không? Có thể. Ngộ đạo các lâu trong năm nhất được vào miễn phí. Từ năm 2 trở đi muốn vào thì phải nộp học phần. Phòng tu luyện bình thường chỉ được phép 2 người vào, nhưng lầu các cao nhất thường xuyên xuất hiện tình trạng một người chiếm cứ một phòng tu luyện. À đúng rồi, còn 2 thứ nữa xích quên đưa cho cậu. Đây là võ kỹ thầy dặn tôi chọn giúp cậu. Một quyền là võ kỹ phụ trợ che giấu khí tức, một quyền là võ kỹ thân pháp dùng để chạy trốn. Cảm ơn cậu. Muốn đến ngộ đạo các lâu không? Dẫn tôi đi. Tên khốn thích chiếm cứ phòng tu luyện, bây giờ không đi xem thử thì không được. Ngộ đạo các lâu của Phong Vân Học Viện, tạo hình lầu các cổ điển độc đáo, cách bài trí bên trong cũng vô cùng tinh xảo. Đại sảnh rộng rãi người đến người đi, trên mặt đa số đều mang vẻ vội vàng. Ngộ đạo các lâu tổng cộng có 5 tầng, như tôi vừa nói, tầng cao nhất hiệu của càng tốt. Cậu đi thẳng cầu thang lên tầng 5, sẽ có nhân viên tiếp tân chuyên môn, kiểm tra khí huyết của cậu, sau đó sẽ đưa cậu đến phòng trống. Tôi phải về ngủ bù đây, nếu gặp phải kẻ gây chuyện, muốn động thủ thì cứ động thủ. Trường chúng ta khuyến khích học hỏi lẫn nhau, chỉ cần đừng quá đáng là được. Tôi biết rồi. Xin chào, cậu muốn tu luyện ở đây sao? Tôi là học sinh năm nhất, cho hỏi phải kiểm tra thực lực như thế nào? Để tôi xem nào. Huy hiệu vàng, gương mặt mới, là học viên nòng cốt mới sao? Đông Hưng tiên sinh, khí đơn bộc phát động tĩnh quả lớn, phiền ngài cầm lấy khối pha lê kiểm tra này. Rồi sao nữa? Rồi dùng hết sức bóp nó, dung lực của 3 đầu ngón tay và 5 ngón tay, chỉ cần bóp ra một vết nứt là được. Ồ, được rồi, làm phiền ngài rồi, lần này chồng lại tuyển được quái vật gì thế này? Mời ngài theo tôi đưa ngài đến phòng tu luyện.
ngài lợi hại quá, chưa từng thấy ai có thể bóp nát pha lê dễ dàng như vậy. Đại nhân tiên sinh, không hổ là người có thể lấy được kim bài. Chúng ta đến rồi, còn hai phòng tu luyện, bên trong đều chỉ có một người. Tôi đã chọn cho ngài một phòng gần đây. Triệu Lan Hải tiên sinh, bảo hắn mau cút ra cho tôi. Triệu Lan Hải tiên sinh, vị Đông Hưng tiên sinh này là học viên kim bài, không biết ngài có thể nhường một chút không? Kim bài thì ghê gớm lắm à, tao cũng là kim bài đây, sao không bảo hắn nhường cho tao? Đến rồi, đến rồi.